Đối với người dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, gia đình nào cũng có bàn thờ Bác ở vị trí trang trọng nhất. Và hàng năm vào đúng dịp mừng Tết Độc lập 2 tháng 9, các gia đình lại cùng nhau gói bánh, mua trái, hoa quả, làm mâm cơm thành kính dâng lên bàn thờ Bác, tưởng nhớ đến công ơn trời biển của người, tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu, mang lại độc lập tự do cho dân tộc. Gia đình ông Đặng Đình Thuận và bà Trần Thị Diêu cùng các con ở thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy thức dậy từ rất sớm, cùng nhau chuẩn bị bữa cơm đặc biệt của gia đình. Đây là bữa cơm cúng Bác Hồ, Bác Giáp nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tất cả mọi công việc đều được ông thực hiện tỉ mỉ, cẩn trọng và thành kính. Ngoài ra, 3 năm nay, trên bàn thờ Bác Hồ trong mỗi gia đình ở Lệ Thủy có thêm di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của quê hương Lệ Thủy, vị tướng tài của dân tộc Việt Nam. Không chỉ là làm mâm cơm cúng Bác Hồ, Bác Giáp trong ngày Tết Độc lập, mà những người dân Lệ Thủy còn được hòa mình trong không khí rộn rã của lễ hội đua bơi độc đáo trên sông Kiến Giang. Đến ngày Tết Độc lập mùng 2 tháng 9 hàng năm, gia đình tôi thường tổ chức một bữa cơm để là cúng Bác Hồ, rồi là cúng Bác Võ Nguyên Giáp, giáo dục cho cháu con phát huy cái truyền thống của quê hương đất nước trong những ngày vui độc lập của Tổ quốc. Trong tâm niệm của mọi người, làm cơm cúng Bác Hồ, Bác Giáp còn là việc làm đầy ý nghĩa để giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu, nhắc nhở thế hệ trẻ cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng chính vì lẽ đó, ngày Tết Độc lập đã trở thành một ngày lễ linh thiêng, một ngày hội vui tươi, sum vầy, mang đậm màu sắc văn hóa của vùng quê cách mạng bên dòng sông Kiến Giang.